Xin chào, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2019. Lúc bây giờ là 3 giờ kém 5 phút. Tôi lại đi tiếp một cái đường khác là chỗ cái đám dưa của một anh nông dân đang làm dưa đây. Anh nông dân đang làm dưa đây các bạn ơi. Đây. Còn thấy ha, đây tôi đi lên tiếp đây các bạn thấy nông dân đang nằm đây là mấy hòn dưa dưa háo đó các bạn. Đây là dưa háo anh lồn ra mái hòn đây. Tiếp tục tôi đi vô câu nữa. Dưa háo này chưa có trái các bạn ơi, mới ra phô bọt, cái này trong khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu nó có trái.